À, cô xin chào thảo đan nhé cô vừa xem video bài học ngày hôm nay của con à, trong bài đọc này thì à, cô thấy là con có sự cố gắng và à, mình đã nỗ lực để hoàn thành tốt bài ngày hôm nay à, chúc mừng con nhé à, tuy nhiên trong bài đọc này thì con sẽ cần chú ý chỉnh lại cho cô hai lỗi lớn thứ nhất là à, lỗi thứ nhất là trong phần lỗi đọc từ á à, con sẽ chú ý cho cô ba từ à, từ thứ nhất là từ baby baby thì à, con chú ý cho cô là cái từ baby này mình sẽ đọc không đọc là paypay nhá. lỗi thứ hai đó là từ cousins. Cousins mình không đọc là cousin nhá. tiếp lỗi thứ ba đó là cái từ thứ ba mình đang đọc đó là từ grandfather và grandmother. cái từ này thì con đọc đúng âm rồi nhưng cái trọng trong âm của mình mình cần xem lại nhá. mình không đọc là grandmother, grandfather mà sẽ là grandmother, grandfather. trọng âm giờ âm nhất nha. À, tiếp theo là cái cái điều thứ hai con cần chỉnh và xem lại trong video bài học ngày hôm nay đó chính là phần thực hành mẫu câu mình sẽ trả lời là who is this who is this this is my father who is this this is my father à, đó mother rồi grandmother vân vân mình sẽ chú ý cho cô chỉnh lại và uh, thực hành nhuần nhuyễn hơn để cái phần nói của mình sẽ có những điệu và truyền cảm hơn nha À, cô chào thảo đan nhé